Ở video trước thì chúng ta đã tìm hiểu được các phần ở các phần 1.2.3 sự thụ tinh kép, 2 sự thụ tinh ở thực vật, 2.1 đặc điểm của sự thụ tinh, 2.2 các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình thụ tinh, 2.2.1 quan hệ di truyền, 2.2.2 môi trường thụ phấn, 2.2.3 số lượng hạt phấn trong thụ tinh, 2.3 sự thụ phấn và sự nảy mầm của ống phấn, 2.3.1 sự thụ phấn, 2.3.2 sự nảy mầm của ống phấn trên đầu nhụy, 3 lựa chọn thụ tinh và thụ phấn chéo, 3.1 lựa chọn thụ tinh, 3.1.1 khái niệm và đặc điểm của lựa chọn thụ tinh. Ba chấm một chấm hai các nhân tố ảnh hưởng đến lựa chọn thụ tinh, 3.2 thụ phấn chéo và sức sống thực vật, 3.3.2 thụ phấn hỗn hợp, 3.3.3 xây dựng vườn giống nhiều dòng hoặc nhiều gia đình, 3.3.4 chọn bố mẹ thích hợp để lai giống, 4 tính bất hợp của thực vật, 4.1 các hệ thống lai bất hợp, 4.1.1 tính bất hợp của thể giao tự, 4.1.2 tính bất hợp của thể bào tử, 4.1.3 bất hợp dị hình, 4.2 xác định tính bất hợp, 5 hiện tượng trực cảm của phấn hoa, 6 bất thụ đực tế bào chất, 6.1 đặc điểm của bất thụ đực, 6.2 nguyên nhân gây ra bất thụ đực, 6.2.1 bất thụ đực kiểu gen, 6.2.2 bất thụ đực thể tế bào chất. Chúng ta sẽ tìm hiểu phần này. Khác với cây bất thụ đực do gen, khác với cây bất thụ đực do gen quyết định, bất thụ đực tế bào chất chỉ truyền lại theo thế hệ mẹ và có thể liên quan tới các đặc điểm của tế bào chất. Tính bất thụ đực tế bào chất được Corrin phát hiện ở đầu tiên năm 1904 ở cây Satura hortensis, sau đó được phát hiện ở các loài cây khác.
như lanh, hành, hướng, dương, ngô, củ cải, cao lương, muối, lúa mì đến nay bất thụ được. Tế bào đã được phát hiện ở 25 loài thuộc 17 chi thực vật và được nghiên cứu tỉ mỉ nhất ở ngô ngay sau phát hiện được Kharginov ở Nga và Roth ở Mỹ. Người ngô có hai kiểu bất thụ được đã biết là kiểu Moldavia M được phát hiện ở Moldavia và kiểu Tây Sát T được phát hiện ở tạo giống Tây Sát tháng 7. Trong đó kiểu M có tỷ lệ cao hơn kiểu T. Ví dụ trong 29 mẫu có 3 dạng bất thụ được phân tích ở Viện Nghiên cứu Nông nghiệp Krasnodar chỉ có 3 mẫu thuộc kiểu Tây Sát còn 26 mẫu thuộc kiểu Moldavia. Ngô là cây có hoa đơn tính cùng gốc. Có tính đúng cùng gốc hoa cái nở lá lách ở nách lá và ngực và hoa ngực hoa đực ở ngọn. Một số cây hoa đực hoàn toàn không phát triển và không có hạt phấn được gọi là cây bất thụ đực. Thụ phấn cho cây bất thụ đực bằng hạt phấn bình thường của những cây khác thì trong nhiều trường hợp đã cho đời sau hạt phấn bất thụ. Khi lặp lại thí nghiệm lai như vậy trong một loạt thế hệ thì tình trạng bất thụ vẫn được duy trì và truyền qua thế mẹ qua hệ mẹ. Thậm chí tất cả 10 cặp thể nhiễm sắc tế bào soma của ngô có 20 nhiễm sắc có 20 thể nhiễm sắc của hạ cây bất thụ như thế được thay thế bằng thể nhiễm sắc của những cây hữu thụ bình thường thì tình trạng cây bất thụ được vẫn được duy trì. Lobachev 1969 điều đó chứng tỏ tình trạng này di truyền qua tế bào chất và do đó được gọi là bất thụ được tế bào chất cytoplasmic sterility. Các nghiên cứu này cho thấy genotype có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tế bào bất thụ. Tế bào chất CTS chỉ gây nên bất thụ cho hạt phấn khi có mặt của genotype, chứa gen lặn hồi phục của thụ RF, Restoring Fertility ở trạng thái đồng hợp tử Kiss RF. Nếu có mặt của alen trội RF thì cây Cis RF hoặc cysTN RF RF đều có hạt phấn bình thường.
có mặt tối mặt như vậy. Gen RF là gen làm hồi phục tính hấp thụ của phấn các và các cây cysteine RF và cysteine RF hoặc RF hoặc CTS RF hoặc RF đều có hạt phấn hữu thụ có mặt thụ được hoàn toàn, chỉ có những cây cysteine RF lặp lại nhiều lần các phép like cysteine RF nhân cysteine RF đều cho đời sau có hạt phấn hoàn toàn mất bất thụ, chỉ trong trường hợp like cysteine RF ITS-RFRF hoặc với CITRN-RFRF mới có thể cho đời sau tất cả cây có hạt biện phấn bình thường mặc dầu có CITS hình 1.9. Tần số bất thụ đực của các loài khác nhau cũng không giống nhau, ở ngô có đến hàng trăm giống bất thụ đực, trong khi ở một số loài cây khác tỷ lệ cây bất thụ đực lại rất thấp. Ở củ cải đường có trong 90.000 cây chỉ thấy một cây có giống bất thụ đực, tức 1.000 à 1 à 0,012%, trong khi ở hành tỷ lệ cây bất thụ đực ở một số giống có thể đạt đến 30%. Chương 2 lai giống và tính chất của giống lai. Một, khái niệm và cách viết tên giống lai. Một số loại lai giống hybridization là sự kết hợp của bố và mẹ có kiểu gen khác nhau để tạo thành một cơ thể mang kiểu gen cả bố lẫn mẹ, gọi là cây lai giống. Được tạo ra do sự lai giống tự nhiên hoặc nhân tạo giữa hai cá thể có kiểu gen genotype khác nhau gọi là giống lai, tùy quan hệ di truyền giữa bố và mẹ cũng như phương thức lai giữa chúng mà có tên gọi khác. Kiểu lai giống khác nhau, lai tự nhiên spontaneous hybridization là lai giống xảy ra một cách tự phát trong thiên nhiên. Giống lai được sinh ra từ sự lai giống này được gọi là lai tự nhiên natural hybrid, là nhân tạo artificial hybridization là sự giống do con người tiến hành bằng thụ phấn có kiểm soát controlled pollination. Giống lai được tạo ra bằng phương pháp này gọi là giống lai nhân tạo artificial hybrid.
lai trong loài. Lai trọng lai intraspecific hybridization là sự lai giống giữa các cá thể bố mẹ trong cùng một loài. Giống lai được tạo ra gọi là giống lai trong loài intraspecific hybrid. Lai trong loài đã có ý nghĩa rất lớn. Rất lớn trong chọn giống cây công nông nghiệp. Gần đây do những hiểu biết đầy đủ hơn về biến dị địa lý, người ta đã chủ yếu nhiều hơn đến lai giữa các nòi địa lý hoặc các xuất xứ khác nhau cùng một loài tạo ra giống lai có năng suất cao. Ví dụ lai giống giữa hai cá thể thuộc hai xuất xứ. Các xuất xứ khác nhau trong cùng một loài tạo ra giống lai có năng suất cao. Ví dụ lai giống giữa hai cá thể thuộc hai xuất xứ khác nhau của Ecalytus europaela U30 và U23 đã tạo ra giống lai U30 U23 ở giai đoạn 2 năm tuổi, có thể tích cây thân cây 8,59 dm khối trên cây, trong cùng lúc thể tích thân cây của giống sản xuất là 6 lượng giống sản xuất là 6,95 dm khối trên cây, U30 là 6,74 dm khối trên cây, Lê Đình Khảng, Nguyễn Việt Cường 201. Lai giữa các cá thể thuộc các nòi các loại.
lai giữa các cá thể thuộc các loài nòi các loại sinh thái sinh trên những vùng có điều kiện địa lý khác nhau. Nói các loại hình sinh thái phát sinh trên những vùng có điều kiện kinh tế điều kiện sinh lý khác sinh thái khác nhau như lai giữa các kiểu sinh thái ecotype khí hậu các và đất đai khác nhau cũng như lai giữa các dạng form và các thứ variety sống trong những điều kiện khí hậu và đất đai khác nhau cùng một loài cũng có ý nghĩa lớn trong chọn giống cây rừng. Trường hợp này được gọi là lai xa địa lý sinh thái trong loài Ecological Geographically Distant Intraspecific Pacific Hybridization Gloria 1960 Lucanelenco 1969 1967 Lysa Distant Hybridization hay Wide Hybridization. Lysa tuy khó hành động hơn lai trong loài song lại có ưu việt hơn lai trong loài hai lần lai gần vì có thể tạo được những loại hình mới. Năng suất và chất lượng cây trồng cao hơn, dễ thích nghi với điều kiện hoàn cảnh sống mới, khả năng chống chịu với các điều kiện bất lợi hơn cao hơn. Theo E. Blokov 1966 thì Lysa bao gồm hai loại. Là lai khác loài. Lai khác loài Interspecific Hybridization. Là sự lai giống giữa bố mẹ của các loài khác nhau. Giống lai được tạo ra từ lai khác loài gọi là giống lai khác loài Interspecific Hybrid. Trong chọn giống cây rừng do không tạo được dòng thần trước khi lai như trong chọn giống cây nông nghiệp ngắn ngày nên lai xa khác loài có ý nghĩa rất lớn, có triển vọng phát triển rất lớn. Dubinin 1971, Y 1976. Lai khác chi intergeneric hybridization là sự lai giống giữa các chi gần nhau. Đây là trường hợp hay gặp trong lai giống cây rừng, lai đa bội. Polyploid hybridization là sự lai giống của các cá thể có số lượng nhiễm sắc khác nhau trong cùng một loài như lai giữa cây nhị bội diploid với cây tứ bội tetraploid để tạo thành giống lai tam bội thường có tính bất thụ cao. Cây lai xa thường có sức sống cao, khả năng đồng hóa các nhân tố của môi trường cao, có khả năng thích ứng rộng nên có khả năng chống chịu tốt với điều kiện bất lợi cũng như với sâu bệnh cho năng suất và chất lượng sản phẩm theo mục đích cao. Lai tế bào somatic cell hybridization hay dung hợp tế bào trần protoplast fusion trong những năm gần đây cùng với sự phát triển của kỹ thuật biến nạp gen, người ta đã có thể chuyển gen giữa các sinh vật có quan hệ xa nhau từ vi sinh vật đến thực vật và động vật Kurana và
Kosla 1998 không giống như tế bào hoàn chỉnh, các tế bào trần thực vật dễ dàng tiếp cận ADN hoặc các cơ quan nội bào organelle và có thể dung hợp với các tế bào trần khác thuộc các loài và các chi khác nhau. Carson và C và cộng sự 1972. Và kỹ thuật biên lập gen, người ta có thể chuyển gen giữa các sinh vật có quan hệ từ xa, quan hệ xa nhau từ vi sinh vật đến thực vật, động vật. Guarana và Khosla 1998 không giống như tế bào hoàn chỉnh, cộng sự 1972. Trường hợp tế bào trần đã tạo cơ hội để kết hợp các genotype khác nhau, không thể tạo ra phương pháp lai thông thường. Trong lâm nghiệp, nhiều người vẫn hiểu giống lai hybrid là đời sau của một sự giao phối chéo giữa hai loài khác nhau. Jobel và Entebbe 1984. Guarana và Khosla 1989. Tuy vậy, lai giống trong lâm nghiệp có thể xảy ra ở các mức độ khác nhau, từ lai xa khác chi, khác loài, khác xuất xứ đến lai trong loài, lai giữa cá thể trong cùng một quần thể hay một xuất xứ, cũng như lai giữa các tế bào 1.2, cách viết tên các giống cây lai. 1.2.1 cách viết tên các giống cây lai. Theo ký ức quốc tế thì giống là mẹ được ký hiệu tức chiếc gương của vệ thần thần vệ nữ Venus, giống là bố ký hiệu là mũi tên, cho mũi tên lên tức là mộc, cây mộc, và thương của thần chiến tranh Mars. Và Aka giống là bố, giống là mẹ, tham gia lai giống hay đời mẹ được ký hiệu là P, viết tắt của chữ Latin parenta có nghĩa là bố mẹ. Giống lai đời thứ nhất do giao phối trực tiếp giữa bố mẹ được ký hiệu là F1, viết tắt của chữ Latin fili hoặc filalis có nghĩa là con cái. Giống lai đời thứ hai được ký hiệu là F2, giống lai đời thứ ba được ký hiệu là F3, vân vân. Khi viết khi về tổ hợp lai giống bố mẹ làm được viết trước, giống là bố được viết sau, ký hiệu của lai giống nhân dấu x. Một công thức lai được viết như sau: đời bố mẹ P, mẹ x bố, đời giống lai thứ nhất F1, giống lai đời thứ hai F2. 1.2.2 là tên cho các giống cây lai là một vấn đề phức tạp. Viết theo tên kép như tên cây sẽ dẫn đến nhầm lẫn với tên phân loại thông thường. Vì thế, theo luật quốc tế về cách gọi tên giống cây trồng, Ủy ban quốc tế về đặt tên giống cây trồng, International Commission for the Nomenclature of Cultivated Plants thuộc Liên hợp quốc tế các hội sinh học UBS thông qua ở Hà Lan.
về đặt tên giống cây trồng International Commission gần Linh sinh học EUBS ở Hà Lan, Gimos et al. 1969, thì cách đặt tên giống lai phải khác với cách đặt tên thông thường trong phân loại, và khái niệm về giống lai phải khác với khái niệm về thứ variety là đơn vị giới loài. Theo EUBC thì cần có một tên gọi thống nhất, chính xác và ổn định cho các giống cây trồng, cây ăn quả và các giống cây trồng lâm nghiệp. Sau này theo quy định của nhiều nước trên thế giới thì giống mới phải có ba đặc tính cơ bản là có tính khác biệt, distinctness, tính đồng nhất, uniformity và tính ổn định, stability khi nhân giống. Về cái khái niệm chữ variety và đơn vị giới loài theo EUBC thì cần có một tên gọi thống nhất, chính xác và ổn định cho các giống cây trồng, cây ăn quả và các giống cây trồng lâm nghiệp. Sau này theo quy định của nhiều nước trên thế giới thì giống mới phải có ba đặc tính cơ bản là có tính đặc biệt, distinctness, tính đồng nhất, uniformity và tính ổn định, stability khi nhân giống, cá nhân hữu tính và nhân sinh dưỡng. Vì thế khảo nghiệm giống mới được chọn tạo có tên gọi trong khảo nghiệm DUS. Theo UBC thì cách viết tên giống cây lai khác loài tốt nhất là theo quy định của di truyền học, nghĩa là tên loài cây làm mẹ được viết trước, tên loài cây làm bố được viết sau ở giữa nhân dấu X. Còn khi giống cây lai có một tên thương mại riêng thì sau chi là dấu X rồi đến tên giống lai, ví dụ giống sợ lai William là giống lai khác loài giữa Camellia japonica với C. saluensis. Có hai cách viết là Camellia japonica X C. saluensis, Camellia X William C. Trong trường hợp có thêm tên riêng nữa như Danation thì tên này được viết sau cùng và tên giống được viết là Camellia williamsis Danation Gimos et al. 1969 và các điều 13, 14, 15. Giống lai điển hình được dùng rộng rãi ở nhiều nước châu Âu và Dương Lai Populus Euro Americana I214 là tên thương mại của giống giữa Bulus nigra của châu Âu với P. deltoides của Mỹ, P. nigenia, P. nigra, P. deltoides. Ngoài ra có thể tham khảo một cách viết khác nữa theo luật của UBC vừa nêu được tên loài mẹ để trước và tên loài bố để sau và tên chi để hiệp để trước. Tiếp theo là dấu nhân X. Sau đó tên ghép của nêu trước, tên loại mẹ đi trước và tên bố sau và là tên chi để trước. Tiếp theo là nhân dấu X. Sau đó tên ghép của giữa hai loài mẹ và bố, ví dụ giống lai nói trên có thể viết là Camellia X Japosa lulensis. Có lẽ đây là một cách viết tương đối thích hợp, vừa nói tên giống lai khác loài lại vừa nêu được tên của hai loài bố mẹ và có thể dùng được trong cả trường hợp có lai thuận nghịch. Chỉ cần tên loài mẹ làm mẹ ở trước tên làm trên tên loài làm bố, giống lai khác chi được viết dẫn nhân x trước đó, sau đó tên ghép của giống lai hai chi, ví dụ giống lai Sobaronia là tên giống lai Soborus aronia, giống lai Prinosoborus
Ronia Arbios Sidonia. Nhìn chung, đặt tên giống lai vừa mang tính khoa học, vừa mang tính thương mại là một vấn đề phức tạp cần có nghiên cứu và đóng góp của nhiều người. Hai, các tính chất cơ bản của giống lai. Giống lai có những đặc điểm cơ bản là có tính đồng nhất ở đời F1 nếu bố mẹ là dòng thuần, có tính phân ly ở đời F2 và các đời sau, có ưu thế lai thể hiện rõ rệt ở đời F1 và giảm dần trong những đời sau E2.1. Tính đồng nhất của giống đời lai đời F1, tính phân ly và thoái hóa ở đời F2 và các đời sau, tính đồng nhất của giống lai ở đời F1 và tính phân ly của giống lai ở đời F2 và các đời sau là những đặc điểm quan trọng của giống lai và là hai định luật đã được Mendel phát hiện từ năm 1865. Mendel 1865, sau đó những tính chất này đã được nhiều nhà khoa học khác chứng minh. Sau đó những tính chất này đã được nhiều nhà khoa học chứng minh. 2.1.1, tính đồng nhất của giống lai ở đời F1. Khi lai những bố mẹ đồng hợp tự theo những cặp allele khác nhau thì giống lai thường có tính đồng nhất trong trường hợp đồng tự và có tính chọi hoàn toàn như đậu Hà Lan, Pisum sativum, hạt tròn tính chọi hoàn toàn. Với đậu Hà Lan hạt nhân tính lặn thì đời lai thứ nhất còn hạt tròn trong trường hợp đồng lai đồng hợp tự như tính chọi. Thì đời thứ nhất còn hạt tròn trong trường hợp hợp tự nhưng tính chọi không hoàn toàn như lai giữa cây hoa phấn Mirabilis Jalapa. Có hoa màu đỏ với hoa phân có màu trắng thì cái lai F1 có hoa màu phớt hồng mang tính trung gian giữa bố mẹ. Một biểu hiện rất phổ biến là khi lai xa khác lai thì cây lai F1 thường có hình thái trung gian giữa hai lai bố mẹ. Ví dụ lai hồ lao đen Julanigra có lá kép gồm 18 đến 21 lá chét nhỏ với hồ đào Hy Lạp. Gyrrhegia có lá kép gồm 7 đến 10 đến 9 lá chét lớn. Chét lớn thì cái lai F1 có 13 đến 15 lá chét kích thước trung gian Sepotip 1960, lai bạch đàn Eurofila với bạch đàn Kalman Ekamandulensis hoặc với bạch đàn liễu Exerta cũng như bạch đàn Kalman với bạch đàn liễu thì cây lai đời thứ nhất thường. Có hình thái trung gian giữa hai loài bố mẹ. Tính trung gian này cũng thể hiện ở một số chỉ tiêu khác như chiều dài cuống lá, số lỗ khí trên cm vuông được thể hiện ở hình 2.1, lời đình khảm Nguyễn Việt Cường 1989 1998.
Hình 200 một biểu hiện trung gian của cây cái lai bạch đàn đấy F1. Nói chung chỗ bố mẹ là đồng hợp tự thì tùy theo có gen trội hoàn toàn hay trội không hoàn toàn mà giống lai mang tình trạng của bố mẹ. Chỗ nào có biểu hiện trung gian xong bao giờ F1 cũng thể hiện tinh đông nhất, còn khi bố mẹ không thần trụ nghĩa là bố mẹ và là dị hợp tự thường xảy ra ở cây rừng vì khó tạo ra dòng thần. Như đối với cây nông nghiệp ngắn ngày thì bên cạnh kiểu hình trung gian, cây lai F1 cũng có thể mang những kiểu hình hỗn hợp vào kiểu hình khác. Đó là trường hợp hai lai dụng lai ở sồi Corsus Piatnitsky 1960 và một số giống lai khác loài ở các loài khác như ở chi Acacia 2.1.2 tính phân ly và thoái hóa ở đời F2 và các đời sau. Đặc điểm nổi bật giữa giống lai là tính phân ly ở đời F2 và các đời sau. Đây là quy luật thứ hai của di truyền đạo học đã được Mendel phát hiện năm 1865. Các sách giáo khoa đã trình bày khá đầy đủ theo các đặc điểm và tỷ lệ phân ly ở đời F2 nên đây không đi sâu vào vấn đề này. Tỷ lệ phân ly thay đổi theo số cặp tình trạng của bố mẹ, theo tính trội cũng như tính độc lập và tính mắt xích của các gen trên thể nhiễm sắc. Tỷ lệ phân ly cũng thay đổi khi trao đổi chéo của nhiễm sắc trong một phân bào giảm nhiễm cũng như chịu ảnh hưởng của các kiểu đột biến gen, đột biến nhiễm sắc và đa bội hóa. Và đổi mặt khác, tỷ lệ phân ly cũng thay đổi theo lối sinh sản của thực vật, tức của giống lai và tính lựa chọn của quá trình thụ tinh. Cần nói thêm rằng tỷ lệ phân ly được trình bày thường là cho trường hợp khi sinh sản hữu tính, các giao tự đực và giao tự cái có cơ hội phát triển như nhau và không có hiện tượng lựa chọn thụ tinh. Còn có khi có hiện tượng lựa chọn thụ tinh, tỷ lệ phân ly sẽ bị thay đổi. Ngay từ giữa thế kỷ 19, Mendel 1865 đã chứng minh rằng khi lai một cặp tình trạng độc lập, ví dụ AA thì tỷ lệ phân ly theo kiểu gen là 1AA lớn, 2A lớn A nhỏ, 1AA nhỏ bằng 3A lớn, 1AA nhỏ. Nếu tình trạng không trội hoàn toàn thì tỷ lệ phân ly theo kiểu hình 1-2-1, còn khi có trội hoàn toàn thì tỷ lệ phân ly là 3-1.
khi like các cặp tình trạng độc lập, ví dụ AB lớn và AB nhỏ, thì tỷ lệ phân ly theo kiểu gen ở đây F2 là 1AA lớn BB lớn, 2A lớn BB nhỏ, 2AA, 2A lớn A nhỏ, B lớn, 4A lớn A nhỏ, B lớn B lớn nhỏ, 1A lớn A lớn BB nhỏ, 2A lớn A nhỏ, BB nhỏ, 1AA nhỏ, BB lớn, 2AA nhỏ, B lớn, B nhỏ, 1A lớn A, 1AA nhỏ, 2AA nhỏ, 2BB nhỏ. Nếu tính trạng trội không hoàn toàn, nếu tính trạng trội không hoàn toàn thì phân ly theo kiểu hình khớp với phân ly theo kiểu gen, tức 1 2 2 4 1 2 1 2 1. Còn khi có tính trội hoàn toàn thì tỷ lệ phân ly theo kiểu hình sẽ là 9 3 3 1. Khi các tình trạng có hiện tượng mất xích hoặc tác dụng ly tích thì tỷ lệ phân ly trong đời F2 sẽ phức tạp hơn nhiều. Đã cho rằng toàn bên đen đã cho rằng nếu n là số các tình trạng độc lập khác nhau thì 4n là số tổ hợp có thể có, 3n là số kiểu gen được tạo thành, 2n là số kiểu hình được tạo thành ở đời F2 bằng 2.1. Bằng 2.1 tỷ lệ phân ly ở đời F2 khi các tình trạng độc lập và trội hoàn toàn. Bên đen 1865 số các tình trạng 123 đến n số kiểu hình 248 2 mũ n số kiểu gen 3927 3 mũ n số hợp tử có thể có 4 16 64 4 mũ n. Như vậy hiện tượng phân ly ở đời F2 là điều tất yếu. Tỷ lệ phân ly thay đổi theo số cặp tình trạng và quan hệ giữa chúng với nhau. Ngoài ra cần thấy rằng khi lai xa khác lai ở đời F2 đã xuất hiện sự phân ly sinh thái hình thái hết sức phức tạp. Bên cạnh đó, dạng bố mẹ ban đầu là sinh dạng mới gặp, không có bố mẹ. Điều này thể hiện không những ở thực vật mà cả động vật. Ngoài ra, mặc dầu sinh sản hữu tính, song khi sinh sản đơn tính apomixis hoặc có hiện tượng đa bội hóa polyploidy thì tỷ lệ phân ly cũng bị thay đổi rất lớn. Một số nhân tố khác ảnh hưởng tới rất lớn đến tỷ lệ phân ly và là quan hệ nòi giống giữa bố và mẹ. Khi lai giữa các dòng hoặc
các giống của cùng một loài thì sự phân ly xảy ra theo những quy luật thông thường, còn khi lai xa các thứ variety hoặc các loài species, nghĩa là bố mẹ thuộc các thứ hoặc các loài khác nhau ở F2 bên cạnh các dạng lai trung gian đã xuất hiện các dạng bố mẹ và rất nhiều dạng mới. Điển hình cho hiện tượng này là phân ly ở đời F2, 3 và F4 trong lai xa. Giữa đại mạc Nhật Bản, Hohokam Vulgaris và Dudaboy và đại mạch Afghanistan. Điều này cũng thấy thường thường thấy ở giống lai có các loài cây gỗ như giống lai mạch đàn đỏ Erobusta với mạch đàn trắng Ekamandulensis. Cây lai F2 đã phân ly thành 5 dạng khác nhau theo kiểu một nhị thức Newton bậc N lên đỉnh cả 1970. Khác nhau theo một kiểu nhị thức Newton bậc N lên đỉnh khảm 1970. Bảng 2.2 sinh trưởng và phân ly theo hình thái của kéo lai đời F2 tại ba vì 22 tháng tuổi. Nhóm cây lai trước khi trồng H1, F1, Hom, F2 hỗn hợp dạng lai trung gian dạng giống A Mangium, dạng giống A Auriculiformis tổng F2 số cây 93, 95, 70, 83, 341 chỉ số thể tích LV 215,8 72,3 64,83 52,57,8 67,8 giống Aman phần trăm 09,68 11,58 40 9,64 16,42 dạng lai phần trăm 100 49,46 68,42 55,71 25,3 50,15 giống Ao phần trăm 0 32,26, 13,68, 1,43, 59,04, 27,27, dị hình phần trăm 0, 8,6, 7,45, 2,86, 6,02, 6,11. Phân tích sinh sản là nhân tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến tính phân ly của giống lai đời F2. Chúng ta biết rằng sinh sản hữu tính bao gồm cả sinh sản đơn tính dựa trên quá trình phân bào nhiễm, giảm nhiễm meiosis để hình thành giao tự đực và giao tự cái. Mà phân bào giảm nhiễm là một quá trình tái tổ hợp của nhiễm sắc của thể nhiễm sắc. Ở đây xảy ra sự phối đôi, sự trao đổi chéo giữa các thể nhiễm sắc tương đồng từ bố và từ mẹ ở các tế bào mẹ của đại bào tử và tế bào mẹ của tiểu bào tử, rồi phân phối lại một cách ngẫu nhiên cho các tế bào con để tạo thành các tế bào trứng và hạt phấn. Đến lượt nó, sự thụ phấn và thụ tinh xảy ra một cách ngẫu nhiên để tạo thành cơ thể mới, vì thế đã xảy ra hiện tượng phân ly theo các tỷ lệ khác nhau.
có thể thấy ở hiện tượng phân ly theo hình thái là các rừng trồng keo lai tại Ba Vì như bảng 2.2.